Blackpink BTS thi nhau thống lĩnh bảng xếp hạng danh tiếng của idol K-pop, V hạng nhất, Jennie hạng 2. Đa số fan idol K-pop đều biết rằng Instagram là công cụ mạng xã hội thường xuyên được các thần tượng sử dụng để giao lưu cùng người hâm mộ, tiếp cận các nhãn hàng. Lượng tương tác trên mỗi bài đăng trên tài khoản của idol cũng phản ánh phần nào sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng. Nhờ vậy, các nhãn hàng sẽ có căn cứ để chọn họ hợp tác. Theo số liệu thống kê của Hive Auditor, Blackpink và BTS chính là những gương mặt có chất lượng tương tác tốt nhất Instagram. Hạng nhất, V. Kể từ khi thành lập tài khoản Instagram, V BTS luôn hoạt động một cách năng nổ. Hiện tại, thành viên BTS đạt 48 triệu người theo dõi. Trung bình mỗi bài đăng đạt 13,2 triệu lượt thả tim. Lượng tương tác của V chủ yếu đến từ những fan Mỹ. Hạng 2, Jennie. Tài khoản Instagram của Jennie Blackpink luôn giữ phong độ tương tác ổn định. Hiện tại, nữ thần tượng được hơn 68,5 triệu người theo dõi. Trung bình mỗi bài đăng, cô nàng mang về 8,5 triệu lượt thả tim. Fan tương tác nhiều nhất với Jennie chủ yếu đến từ Indonesia. Hạng 3, Lisa. Lisa Blackpink là nữ thần tượng sở hữu Instagram được nhiều lượt theo dõi nhất với 80,4 triệu người. Tuy nhiên, lượng tương tác của cô nàng lại không cao. Trung bình mỗi bài đăng, Lisa mang về 6,4 triệu lần thả tim, chủ yếu ở Indonesia. Hạng 4, Jimin. Dù không hoạt động năng nổ như V, nhưng Jimin BTS vẫn xuất sắc thu về chất lượng tương tác rất tốt. Hiện tại, anh chàng được hơn 40,2 triệu người theo dõi. Trung bình mỗi bài đăng thu về 11,7 triệu lượt yêu thích. Hạng 5, Suga. Instagram của Suga BTS hiện tại thu hút hơn 37,1 triệu người theo dõi. Trung bình mỗi bài đăng, anh chàng thu về khoảng 10,7 triệu lượt theo dõi. Suga cũng chính là thành viên đứng thứ 3 trong BTS về chất lượng tương tác. Hạng 6, Jin. Jin BTS thu hút người hâm mộ trên Instagram bằng những hình ảnh đời thường gần gũi. Tài khoản của nam thần tượng hiện đạt gần 38 triệu lượt theo dõi. Trung bình mỗi bài mang về 9,8 triệu lượt thả tim. Người hâm mộ đến từ Mỹ là đóng góp nhiều nhất vào thành tích của anh cả BTS. Hạng 7, Jisoo. Chỉ cả Blackpink thu hút hơn 62,4 triệu người theo dõi tài khoản Instagram cá nhân. Trung bình mỗi bài đăng, Jisoo sở hữu khoảng 5,6 triệu lượt thích. Trong đó, người hâm mộ Indonesia là những fan tích cực tương tác nhất cho nữ thần tượng. Theo tạp chí Nubia, một phương tiện truyền thông giải trí của Anh đã công bố, Jisoo là người phụ nữ đẹp nhất thế giới thông qua cuộc bình chọn kéo dài 5 tháng ở 116 quốc gia. Cư dân mạng từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Mexico và Thái Lan đã tham gia bình chọn và Jisoo đã nhận được 500.000 phiếu bầu từ tổng số 98 quốc gia. Trong đó, đa số phiếu bầu thuộc về Mexico, Colombia, Peru và Hàn Quốc. Tạp chí Nubia đã liên hệ với công ty quản lý YG Entertainment của Kim Jisoo để trao chứng chỉ. Jisoo ra mắt với Blackpink vào năm 2016 và đang hoạt động với tư cách là giọng ca chính, lead vocalist. Điều này cũng đồng nghĩa hầu như tất cả phần bè phụ, hòa âm giọng nền, background vocal trong ca khúc của nhóm cũng do Jisoo đảm nhận. Cô gây ấn tượng với chất giọng trầm và trùm cùng phong độ hát live ổn định. Gần đây, Jisoo cũng lấn sân sang diễn xuất với vai chính Eun Young-ro trong bộ phim truyền hình Snow Rap, đồng thời đã làm đại sứ toàn cầu cho Cartier. Bên cạnh đó, sắp tới, Jisoo sẽ trở lại đầy đủ cùng các thành viên Blackpink vào tháng 8. Hạng 8, Rose. Instagram cá nhân của Rose sở hữu hơn 61,2 triệu người theo dõi. Theo dữ liệu của Hive Auditor, main vocal Blackpink trung bình đạt khoảng 5,2 triệu lượt thả tim. Fan Indonesia cũng chính là những người tương tác nhiều nhất cho nữ thần tượng. Hạng 9, J-Hope. Instagram của J-Hope rất thu hút khi nam thần tượng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh nghệ thuật. Hiện tại, anh chàng sở hữu tài khoản với hơn 38 triệu người theo dõi. Trung bình mỗi bài đăng, anh chàng mang về 6,2 triệu lượt thả tim, chủ yếu đến từ fan Hàn Quốc. Hạng 10, RM. Dù là thành viên có ít người theo dõi nhất BTS với hơn 36,5 triệu, nhưng RM có chất lượng tương tác mỗi bài đăng rất tốt. Trung bình mỗi bài đăng, nam thần tượng thu về 5,7 triệu lượt thả tim. Chất lượng tương tác mỗi bài đăng Instagram phản ánh phần nào độ nổi tiếng của các thần tượng K-pop. Cũng nhờ đó, họ càng gần gũi hơn với người hâm mộ, tiếp cận được các nhãn hàng.